Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của anh Thức để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai đó quý vị ơi. Đó, hàng mới quý vị, hàng nóng mới làm xong giới thiệu liền đây. Chào anh. Rồi chào anh Tấn, chào cô chú anh chị Mai Vàng. Thì lời nói đầu tiên em xin chúc cô chú anh chị có nhiều sức khỏe nha cô chú anh chị. Thì nay cũng tiếp tục vô lưu với cô chú anh chị một lô mai phôi dạo Thủ Đức nha cô chú anh chị. Thức bên em cũng bao sóng bao ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc nha. Số điện thoại của em thì đến lên tiêu đề như cô chú anh chị. Địa chỉ của em là Sơn Đông, Chợ Rau, Tiền Giang. Để cô chú anh chị mình chờ lâu, mình vô mã đầu tiên là mã combo 5 cây, mã số 1 anh ơi. Rồi mã số 1 combo 5 cây. Em đo cây nhỏ nhất đi ha. Rồi cây nhỏ nhất cây đó. Cây này 17 anh ơi. Rồi chỗ nhất chắc kế bên tay anh luôn quá. Rồi em này 19. Rồi 10. Chính quanh là bự nhất ha. Dạ. Rồi để đây quý vị ơi, để cũng đẹp nha. Mấy cây này cũng có củ nha cô chú anh chị. Củ đều dáng mỗi thế mỗi dáng khác nhau nha. Năm cây đấy cũng đẹp nè. Giá sao anh? Mã số 1 vô lô 400 anh ơi. 400 năm cây. Rồi, xuống cây. Giá yêu thương quá xá luôn. Rồi, mã số 2, một combo có 5 cây luôn. Bỏ đại này đi em sắp nữa. 5 cây đây. Đấy cũng đẹp không nè quý vị. Rồi cây nhỏ chắc ngay tay anh luôn quá. 15. Cây này cây chắc cây bự ha. Rồi cây đó bự nhất ha quý vị. Rồi em này 18 của chú anh chị ơi. 15-18. 18 của anh. 5 em luôn. Rồi để đây quý vị. Viên đế ha. Mã số 2 5 cây. Giá sao anh? Rồi mã số 2 vô lô 450 luôn anh ơi. 450. Rồi, xuống cây. Rồi tiếp tục mình lên mã số 3. Rồi mã số 3 combo có 3 cây nha cô chú anh chị. Combo 3 cây lùng lực tay cành đều luôn. Tay cành đều luôn cô chú anh chị ơi. Rồi em này 18. Rồi 18. Em này 18 luôn. Rồi. Rồi em này 17 của chú anh chị ơi. Hai em 18, hai em 17, tay cành lùng lực tay cành đều như cô chú anh chị. Đó. Rồi, giá sao đây anh? Mã số 3 này em vô lô 300 anh ơi. 300 ba cây đẹp vậy luôn. Đó, giá cực kỳ mềm luôn rồi quý vị ơi. Rồi số 4. Rồi số 4 cũng có 3 em luôn. 3 cây luôn. Em đo cây cao ha. Cây cao nó 70. Em này 50. Em này 17. Rồi ta cần điều rang quý vị. Em này 16. À, 17, 16. Em đó. Em này 17 luôn, anh này có dư luôn. Hai em 17, em 16. Tay cành đây. Đó, hai em lùng lực con em thì nó hơi cao nhỉnh hơn xíu nha cô chú anh chị mà tay cành đều nha. Đó, ba cây là có củ đó nha cô chú anh chị. Củ nở nha. Rồi. Dạ sao anh? Mã số 4 này em vô lưu 350 anh ơi. 350. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn nha quý vị ơi. Rồi số 5 một em. 5 ha. Dạ. Em lắc lượng như cô chú anh chị. Chiều cao nó 50. Rồi em này 18 hoành anh đây. Rồi, lắc đẹp quá. Đó. Tay cành lượng đẹp luôn. Như cô chú anh chị. Mình để đây. Đế thì y như một khối đế nha cô chú anh chị, y như mà đế này đặt từ ha. Giá sao đây? Mã số 5 này em vô lưu 260 anh ơi. Rồi, xuống cây luôn, 260. Cây lắc đẹp đấy, đẹp luôn. Rồi, mã số 6 luôn. 6 em dốc ngọn nha cô chú anh chị. Chiều cao nó 60. Em này 20 hoành của chú anh chị. Rồi, xây luôn, hoành 20. Tay cành đều luôn. Rồi, để đây quý vị. Củ có to cỡ hai nắm tay em nha cô chú anh chị. Rồi, giá sao anh? Mã số 6 này em vô lưu
260 anh ơi. Rồi 260 rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục lên mã số 7 luôn nha quý vị ơi. Rồi mã số 7 một cặp luôn cô chú anh chị. Rồi mã số 7. Chị cao nó 54. Em này 21 hoành. Em này 17. Rồi. Hai em tay cành đều nha cô chú anh chị. Đó, cặp này nó giống nó đều nhau nha. Rồi, để đây quý vị. Củ đế con hai cây là cũng nở đó nha cô chú anh chị. Rồi, giá sao đây anh? Mã số 7 này em vô lô 300 ở đây. Rồi, 300 hai cây. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn nha quý vị. Số 8 luôn. 8 chiều cao nó 60. Em này 22 hoành. Rồi, hoành 22. Tay cành lực nha cô chú anh chị, đều lực nha. Đó. Để đây. Đó, củ nở nha cô chú anh chị. Rồi, yes, sao đây anh? Mã số 8 vô luôn 208 anh đây. 208. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Số 9 cặp quý vị ơi. Rồi, số 9 cặp lùng lực luôn. Cặp. Chiều cao nó 38. Em này 23 hoành. Ba. Em này 19 anh đây. Rồi, xây xây luôn. Em 19, 19 em 3 nha. 3. Để đây quý vị. Đó, hai em cũng một khối đế nha cô chú anh chị. Để cộng bự không nè. Cộng to 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 không nha. Rồi, giá sao cặp này anh? Cặp mã số 9 này em Galo 330 này. Rồi, 330. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, lên số 10 luôn nha quý vị. Xuống rồi. Em này cao 55. Em này 26 hoành nữa nè. Hoành cũng bự ha, 26 luôn. Co lắc nhẹ tay cành đều đây. Đó. Cái cành này quá ok như cô chú anh chị, lực lắm nha. Rồi, một số cái củ đế luôn đây. Để em đo thử nguyên cái nồi để đặt anh. Cục nạc ha. Củ nạc nó là 45. Rồi, xe qua bên kia luôn. Đó. Cục nạc này 45 đây. Khó nha cô chú anh chị, nhìn nó gồ đẹp lắm nha. Rồi, để cái tay em chưa thấm thía như cô chú anh chị. Rồi, giá sao đây anh? Mã số 10 em vô luôn 480 anh ơi. Rồi 408. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn quý vị. Rồi 11 một cặp luôn. 11. Chiều cao nó 55. Em này 21 hoành. Rồi. Em này 22. Rồi. À, cành ok quá đây quý vị. Cành đều ha. Rồi củ đế luôn đây quý vị. Rồi, giá sao đây anh? Mới 11 cái lưu 350 nè. Rồi, 350. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. 12, bọn em đồng lực nha cô chú anh chị. Giót ngọn luôn nha. Chị cao 40. Em này 20 hoành. Này búp măng quá ha. Dạ, búp măng luôn anh đây. Tay cành đẹp. Đây có cái củ. Rồi giá sao anh? Mã 12 như lưu 350 này. Rồi xuống cây luôn 350. Rồi tiếp tục lên mã số 13 luôn. Rồi 13 lên luôn. Cặp luôn anh ơi. Em này 38. Em này 50. 21 hoành. Em này cũng 21 luôn anh đây. 21 có dư luôn á. Xây xây luôn. Đó, hai em có cái cũ bự lắm nha cô chú anh chị. Đây. Tay em đây hai cái nào con nào cũng dễ luôn á. Củ to không? Rồi giá sao anh? Mã 13 nha lưu 340 anh ơi. Rồi xuống cây luôn 340 cặp. Rồi mã số 14 luôn nha quý vị. 4 chiều cao nó 75. Em này 22 hoành. Rồi tay cành đều luôn. Đó, ta cần điều rang nha cô chú anh chị. Điều ha, dưới có cái củ bự nè. Đó, dưới củ to to. Bự hơn nắm tay em luôn. Nhìn con ốc bự chảng luôn. Ốc này nó nhìn nó có viên nha cô chú anh chị. Đó, nhìn nó sắn sắn có viên nha. Giống như ốc vậy đó. Dạ. Giá sao đây anh? Mã 10
14 này em Zalo 260 anh ơi. Rồi 260. 260 một con ốc luôn. Rồi, xuống cây anh. Ốc được chản luôn, tay cành đều luôn. Em trực lắc nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 15. Chị cao 60. Rồi, cắn nó chừng cắn. Này để cắn nè. Cắn để dưới không thấy. Rồi, 23 hoành của chú anh chị ơi. Rồi. Rồi, 23 hoành. Rồi, xuống nó cụ đế luôn. Rồi, cũng to nha cô chú anh chị. Sao đây anh? Đế cũng còn bự cũng đều đấy. 15 giao lưu 320 anh ơi. Rồi, 320. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục lên 16 luôn đây quý vị. Sáu này em dốc động nhỏ xíu nha cô chú anh chị. Chị cao nó 89. Em này 22 hoành anh ơi. Rồi, ta cành đều rang ha. Cành đều luôn. Ta cành đều. Quá đều nha cô chú anh chị. Dốc ngọt luôn nha. Đấy thì đặt kẹo ở dưới luôn. Đây cành đều đế đặt. Này dưới đế sao anh? Này dưới đế chậu nha cô chú anh chị. Mã 16 này vô lô 350 à. Rồi, xuống cây luôn. 350. Rồi mình lên 17 luôn. Chị cao nó 60. Em này 23 hoành anh. Rồi, hoành 23. Đó, tay cành tương đối nha cô chú anh chị. Rồi. Để đây. Vì mình không có chơi tay cành thì mình cắt, mình ghép khúc dưới cũng ok, nó có cái cũ ha. Đó, để cũng trải đều nha cô chú anh chị. Rồi, giá sao anh? Mã 17 cho luôn 209 thôi. Rồi, xuống cây luôn 209. Rồi, lên 18 luôn. Đó, 8 em rung lực nha cô chú anh chị. Chiều cao nó 39. Em này 25 hoành, 26 dưới tính 55 thôi. Tay cành đều luôn. Đụng lực tay cành đều nha cô chú anh chị. Đó, có cái cũ nha. Có cộng rễ dài dài quái quái nha. Rồi, giá sao anh? Mã 18 này em vô lô 420 nha. Rồi, xuống cây luôn, 420. Rồi, mình lên 19 luôn. Rồi, 19 một cặp luôn cô chú anh chị ơi. Một cặp. Chị cao nó 60. Em này 18 hoành. Rồi, em kia. Em này 20 hoành. Rồi. Em 18 em 20. Đó, tay cầm đều của em chú anh chị. Rồi, mình xuống đế luôn. Đấy, cũng đều quá đây quý vị cộng. Đế cộng to to cũng trải đều đều nha cô chú anh chị. Rồi, giá sao đây anh? Mã 19 giao lưu 340 anh ơi. Rồi, xuống cây luôn, 340. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi. Này, mã 20. Quá ha. Cặp đều nè, cô chú anh chị ơi. Đặt kẹo à. Chị cao nó 350. Ta cành đặt luôn. Cành đặt lự luôn nha cô chú anh chị ơi. Này 20 hoành. Rồi, em này 19 hoành của chú. Rồi, anh chị ơi. Ta cành quá đặt. Lùng lực tay cành đều luôn. Bung tàn ra là kính mít tàn luôn của chú anh chị. Đế quá đặc luôn nè ha, đế cũng ok quá nè ha. Vậy để nè, con bự kính mít luôn ha. Tay cành kính bầu luôn ha. Giá sao cặp này đây anh? Mã 20 em vô lưu 380 anh ơi. 38 cặp đẹp không vậy? Rồi, xuống cây luôn. Cặp đẹp ha, giá cũng đẹp luôn. 21 cũng một cặp luôn. Chiều cao nó 75. Em này 21 hoành. Rồi. Em bên kia. Rồi em này 20. 21 này 20. Đó, tay cành đều nha cô chú anh chị. Cành đây. Đó, tay cành đều rang luôn. Rồi, xuống đế luôn nha quý vị. Rồi, đế đây. Rồi, giá sao đây anh? Mã 21 này em lưu 380 anh ơi. 380 rồi, mình xuống cây luôn. 380 một cặp quý vị. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Rồi, mã 22. Rồi. Chiều cao nó 89. Em này cắn rễ. 20 tính nè, 26 với tính 55 anh đây. Rồi, 25 quanh. Tay cành đều luôn. Đó, tay cành đều rang như cô chú anh chị. Đó,
đang cành đều rang, ở dưới thì co lắc nhẹ dưới đây cái ha, co lắc nhẹ, nó gặt nhẹ cái nó lên liền ha. Rồi còn đế đây, em này có cái đuôi như của chú anh chị, thì em nuôi cái đuôi đó nha, đuôi nó bệ đế luôn, to lắm. Rồi giá sao đây anh? Má 22 đem vô luôn 500 anh ơi. Rồi xuống cây luôn 500. Rồi tiếp tục 23 cặp luôn, cặp lùng lực luôn 23, chiều cao nó 47, cái này 17 của anh. Rồi em này 19. Rồi em 17, 19 ha. Dạ. Đại cảnh đều quá nè. Để thoát thân dựng tắt tắt rưỡi của chú anh chị. Thoát thân thấp ha. Dạ thấp. Để rồi có cũ luôn nè. Cũng khá đế. Đó để chạy đều hết á cô chú anh chị. Rồi cặp này giao lưu sao anh? Mã 3 vô lưu 320 anh. Rồi xuống cây luôn 320. Rồi lên 24. 24 chiều cao nó 55. Em này 24 của anh. Rồi, ta cành đều luôn. Cành đều rang luôn cô chú anh chị ơi. Đều ha. Rồi, xuống cụ đế luôn đây. Đó. Đế thì không có trống chỗ nào nha cô chú anh chị. Rồi, giá sao anh? Mã 24 là vô lô 250 anh ơi. Rồi, 250 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn cái gì đây? Rồi 25 một cặp rồi cô chú anh chị ơi. 25. Chiều cao nó 47. Em này 20 của anh. Em này 22 của anh. Rồi, xây luôn. Em 20 em mai. Đã cành lực quá ha. Dạ. Rồi để đây quý vị. Đó, củ nở nha cô chú anh chị. Hai cái nào cũng tương đối có củ nở hết nha. Rồi giá sao anh? Mã 25 này em vô lưu 360 anh ơi. Rồi xuống cây luôn 360. Rồi tiếp tục luôn 26. Rồi 26 còn em dốt ngọn nó xíu nha cô chú anh chị. Chị cao nó 72. Rồi em này 21 của anh. Rồi ta cành đều ha. Rồi cái này dốt, đo, dốt ngọn bao nhiêu? Rồi dốt ngọn có 7 à. Rồi ta cành bự bự không nào có gì. Đó ta cành đều ăn nha cô chú anh chị. Nhẹ đâm một cơi ra là tính tàn luôn rồi. Đó, đế thì cũng tính bầu nha. Sống luôn á. Rồi giá sao? Mã 26 vô lưu 290 đây. Rồi xuống cây luôn 290. Rồi tiếp tục luôn. Đúng 27. Rồi 27 một cặp luôn. Một cặp. Người chiều cao nó 55. Em này 21. Rồi em này 20 anh ơi. Rồi xây luôn. Để luôn đây quý vị. Rồi giá sao anh? Mã 27 vô lưu 340 anh. Rồi xuống cây luôn 340 cặp luôn. Rồi lên cây mới luôn. Rồi 28 một em tay cành đều nha cô chú anh chị. Rồi 28 chiều cao nó là 67. Rồi em này 23 hoành anh ơi. Rồi ta cần điều ráng hoành 23. Rồi để đây quý vị ơi. Đó để quá từ để luôn chiều ráng vô cô chú anh chị. Rồi giá sao anh? 28 vô lưu 290 đây. Rồi xuống cây luôn 290. Rồi lên 29 ha. 29. 9 chiều cao nó 74. Em này 28 hoành đó. Rồi, lại cành đều luôn. Hoành 28. Lại cành đều. Cành đều đang như cô chú anh chị. Còn củ đế nè. Đó, ở đế cũng đều luôn. Này trái đều đều, đều 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 mấy cái chân ra hết nha cô chú anh chị. Một trống bầu nha. Rồi giá sao anh? Mã 29 vô lưu 470 anh đây. Rồi xuống cây luôn 470. Rồi lên 30 luôn. Đây, 30 quý vị. 10 chiều cao nó 75. Em này 24 hoành có dư luôn anh đây. Rồi
24 quá. Tay cành đều như cô chú anh chị. Đây, tay cành đây. Tay cành vậy là quá ok rồi. Để đây. Củ to nha cô chú anh chị, nở nha, bằng hai nắm tay em nha. Rồi, giá sao? Mã 30 này em Zalo 320 đây. Rồi, xuống kê luôn, 320. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi 31 một cặp 31. Luôn. Thì chiều cao nó 48. Em này 19 của anh. Rồi em này 21. Rồi, em 19 em đều quá đây quý vị. Đó, lùng lực nó phân khoảng chừng tắt nha cô chú anh chị. Để đây. Đó, hai cây củ nở hết nha. Rồi, giá sao đây anh? Mã 31 này em Zalo 320 anh ơi. 320. Rồi, xuống cây luôn. 320 một cặp luôn. Rồi, 32. 32 chiều cao nó 68. Rồi, em này 21 hoành anh ơi. Rồi, tay cành đều luôn, hoành 21. Ai quý vị tay cành ha. Vậy là ok quá rồi ha. Đặt hết trơn nè, nó đều luôn ha. Củ đế luôn nè. Đó, để con tay đều 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 nha cô chú anh chị. Rồi, giá sao đây? Mã 32 vô luôn 260 anh. Rồi, xuống cây luôn, 260. Rồi, 33 một cặp luôn. Rồi, 33. Chiều cao nó 62. Em này 18 của anh. Rồi. Kìa. Em này 20. Rồi. 18 em 20. Tay cành đều luôn. Em một dáng nha cô chú anh chị. Tay cành đều rang mà lật đó nha. Dáng cũng giống giống nhau. Dạ. Yeah. Cái này có cái vết lũa thẹo đây nè, nó cũng rồi. Kéo là lành nha cô chú anh chị. Còn chút xíu nữa nha. Sao mà đây. Rồi, cặp này giao lưu như ta. Mã 33 giao lưu 320 nè. Rồi, xuống cây. 320. Rồi, tiếp tục luôn rồi quý vị. Rồi, mã 34. Em ta cần điều, hai em này ta cần điều rang như cô chú anh chị. Rồi, chiều cao nó 50. Em này 18. Rồi, em này 19. Rồi, em 18, 19. Ta cần điều ha. Đó. Lùng lực ta cần điều rang luôn. Con em măng như cô chú anh chị. Rất ngọn nhé xíu luôn nha. Này nè. Rồi, xuống đế đây. Xá đế qua nè ha. Rồi, giá sao anh? Mã 34 này em vô lưu 300 anh ơi. Rồi, xuống cây luôn, 300. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi, lên 35. 35 chiều cao nó 70. Rồi, em này 24 hoành anh ơi. Rồi, tay cành đều luôn. Hoành 24. Tay cành đều rồi, vậy là ok rồi quý vị. Cành gì nó ra một cơi là kính cây nha cô chú anh chị. Cụ đế cũng ok lắm nha nè quý vị. Khá đế ha. Dạ. Kính cộng bự luôn nè, chảy đều hết đầu luôn. Rồi, giá sao đây anh? Mã 35 này vô lưu 330 nè. Rồi, xuống cây luôn, 330. Rồi, lên 36 luôn. Tổng tổng cao hay cao nha cô chú anh chị. Ngày mắt mốt. Rồi, em này 22 quạnh đây. Rồi, 22 quạnh. Tay cành này quý vị ơi. Đặt hết trơn ha. Cái này của chú anh chị mình khỏi lo nha, kéo nhựa rồi đăng 5 mầm nha cô chú anh chị. Mấy cái mặt cắt nó đẩy nhựa dữ lắm nhưng bây giờ đẩy nhựa nó kéo nhựa mạnh về cô chú anh chị mình chỉ việc trồng thôi. Sử như mặt cắt này đó có một cái tay cành thấp dưới cắt này ra là đẩy nhựa vậy đó ha. Dạ. Đó, đế thì nó trải đều đều bầu nha cô chú anh chị. Rồi, giá sao đây? Mã 36 vô luôn 290 này. Rồi, xuống cây luôn 290. Rồi, lên cây tiếp theo luôn. 37 ha. Mã 37. Lắc có cái củ ốc. Rồi, cái chiều bay lắc lắc nó ha là 44. Rồi, em này 19 của anh đây. Rồi, có cái củ ốc ha, sẽ xây luôn. Đây, cái củ ốc nó đây. Thì về mình không thích chơi dáng này mình cắt xuống chơi luôn mình tạo thành dáng đổ được cũng được nha cô chú anh chị. Đổ dáng bay gì cũng được nha.
Rồi, giá sao đen? Mã 37 vô lô 350 anh nè. Rồi, xuống cây luôn, 350. Rồi, lên 38 luôn. Rồi, 38 một cặp luôn cô chú anh chị ơi. Một cặp. Chiều cao nó 60. Rồi em này 18 của anh. À, em này 19, em 18, em 19 như cô chú anh chị. Rồi, tay cành cũng đều quá nè quý vị. Đây, tay cành đây. Cành đều rang luôn. Đều ha. Rồi xuống cái củ ốc nó luôn. Này, củ đế cho cái củ ốc cái gì. Rồi giá sao anh? 58 cho luôn 280 anh ơi. Rồi xuống cây luôn 208. Rồi 39 luôn, hai cây dáng giống giống luôn. Cao nó 48. Em này 19 yếu thêm 18 anh ơi. Rồi em này cũng 10, em này 19, em rồi. 18, em 19. Xe xe cho quý vị cũng nghe cái dáng nó cái ha. Đó, hay em có một dáng nha cô chú anh chị. À. Về một chơi một cặp là ok lắm nha. Dáng nó đó. Rồi, cũng đến nó đây. Rồi, cặp này giống luôn như anh. Mã 39 vô lưu 350 anh ơi. Rồi, 350 cặp. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, lên cây clip. 40. 40, chiều cao nó 66. Em này 21 hoành anh ơi. Rồi. Xây luôn. Hoành 21. Cành vậy là ok nha cô chú anh chị. Cành vậy là đẹp rồi. Dạ. Đó, có cái dáng vừa bé lắc nhẹ ha. Củ nè. Củ đế thì cũng tương đối nha cô chú anh chị. Nó vậy là cũng quá ok ha. Rồi giá sao vậy anh? Rồi cây mã của clip này em vô luôn 280 anh đây. 28 ha. Dạ lời giống anh. Dạ của clip cũng cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa qua. À, cô chú anh chị nhớ xem hết clip và ủng hộ em nha cô chú anh chị. Ưng ý mã nào thì cứ alo cho em nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ạ. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.